Trong những ngày đầu năm 2021, gia đình cô Trần Thị Tú ở khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân vui hơn vì đã nhận được căn nhà mới. Một mái ấm với bao điều ước mơ, mong mỏi hôm nay mới thành hiện thực. Cô chú có nơi ở ấm cúng, các cháu nội có nơi học hành ổn định, không còn cảnh chạy mưa chạy gió như trước. Còn nhớ cách đây trong những ngày tháng 8, khi đến thăm gia đình cô Trần Thị Tú và chú Trần Văn Chính, lúc đó trời đang đổ mưa. Căn nhà bằng tôn cũ nát trống trước hở sau khiến cho cô chú cứ trong trời trong đất, lo lắng không yên. Những cơn mưa liên tục đổ xuống khiến cho cả gia đình với 7 thành viên phải sang nhà hàng xóm ở nhờ. Ở cái tuổi ngoài 60, cô chú vẫn chưa thể cất một căn nhà tươm tất, khiến cho vợ chồng cô chú càng thêm buồn heo hắt. Chia sẻ về cuộc sống của mình, cô Tú không giấu được nỗi ngậm ngùi. Trước đây, cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau những năm 1980, cô đến vùng đất Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ làm kinh tế mới. Cô Tú có 3 người con, vợ chồng cô làm thuê làm mướn, chăm lo cho các con trưởng thành. Có một điều rất lạ là khi các con của cô Tú lớn lên, thành gia lập thất được một thời gian, chẳng hiểu sao, phần lớn đều bệnh tật. Người bị suy thận nặng, đi chạy thận hàng ngày ở bệnh viện, người bị suy tim, người bị suy gan. Vậy nên khi các con bị bệnh, cô chú đem bán hết nhà cửa, đất đai để chạy chữa thuốc thang cho con. Nhưng bệnh tình nặng chỉ có thể thuyên giảm đôi chút chứ không hết hẳn, khiến các con trai không còn khả năng lao động. Cô Tú lại thay con chăm lo cho 3 cháu nội đang trong độ tuổi đến trường. Nhưng ngặt nỗi, tiền của dành dụm, tài sản tích góp bấy lâu đều theo những lần đưa con đi bệnh viện và những đơn thuốc lúc con bệnh đau đã khiến cô chú không còn tài sản gì nên không thể chăm lo cho các cháu đủ đầy. Khi tôi về vùng đất này tôi làm rẫy trồng khoai mì đó, rồi sau này rồi cũng chăn nuôi heo gà vịt, rồi đến khi dựng vợ gả chồng cho mấy đứa nhỏ rồi bây giờ nó bỏ nhau rồi nó bệnh tật rồi bây giờ tôi phải nuôi cháu nội nữa. Ở trong nhà thì 2 đứa bệnh, đứa con gái thì bị bú, rồi cũng vẫn đi làm đổ thị công ngân đó, rồi bây giờ cái thằng anh Hiếu giờ cũng bị suy thận mãn đang nhập viện mà để 2 tuần chứ rồi. Như vậy thì tôi vừa làm rồi vừa lo cho cháu rồi lo kinh tế gia đình. Tôi lớn tuổi rồi tôi đâu mận nữa đâu, nhà tôi chăn nuôi heo rừng rồi nuôi gà thêm cái đó, rồi đi công tác xã hội kiếm thêm ít đồng nữa đó. Rồi thu nhập thì tôi chỉ thu nhập tháng có 1 triệu mấy à, rồi nhờ bà con hàng xóm giúp đỡ, rồi nhà nước cũng cung cấp gạo, rồi xã làng rồi đó các anh chị em cũng giúp đỡ nhiều, nhờ lát lát sống qua ngày. Thì tham gia công tác xã hội thì đối với khu phố thì bà con khu phố rất là quý mến. Đối với dì Tú là giúp đỡ đó là, đối với họ đó thì dì Tú rất là nhiệt tình. Khu phố thì nhìn thấy hoàn cảnh của chị thì khu phố rất là thương tâm nhưng mà không có đủ khả năng, thì mong các cấp trên là tạo kiện giúp đỡ cho gia đình chị. Các con bị bệnh nặng, cô chăm lo cho cháu nội, nhưng chưa dừng lại ở đó. Chồng cô vào năm 2019 lại bị tai biến mạch máu não. Cuộc sống cứ mãi khó khăn, cả cuộc đời cô chưa có một ngày ngơi nghỉ. Điều mà cô Tú lo lắng nhất trong suốt mấy năm qua đó chính là căn nhà. Do chỉ là nhà tạm, qua thời gian nhiều năm rồi nên căn nhà bị xuống cấp nặng. Đối với căn nhà của tôi sửa hoài tôi không nhớ nữa. Đó cứ 2-3 năm sửa lần, 2-3 năm sửa lần. Để 3 cây mục đó. Đợt này rồi cũng nhờ chị em giúp đỡ cho được mấy cây sắt là ổn được 5 năm rồi. Lúc trời mưa gió thì chịu khó vậy đó, ngồi dậy vậy đó, tạnh mưa mình mới ngủ. Rồi cứ lau chùi xong ngủ vậy thôi, cứ làm tới vậy đó. Suy nghĩ tôi buồn lắm chứ. Cái hoàn cảnh mình khó khăn rồi không tiền không bạc không sửa chữa tôi buồn lắm. Tôi cũng mong có điều kiện để xây căn nhà để có che mưa che nắng như người ta.
Hiện tại thì gia đình của chú Chính với cô Tú thì là gia đình thuộc hộ nghèo của địa phương. Rồi cô với chú hiện nay thì cũng rất là lớn tuổi, thì hiện tại không còn lao động được nữa. Thì hiện tại là gia đình cô có tới 9 khẩu lận. Cô có hai người con đang bị bệnh. Thì hiện tại thì một người bị thận với một người ung bướu thì đều đang nằm bệnh viện. Thì bản thân cô còn lại thì cô phải nuôi các cháu nhỏ để đi ăn học. Khi mà đoàn vô thăm gia đình của cô thì trời mưa thì dột hết, nhà cửa dột hết, thậm chí không có chỗ đứng nữa. Thì trước mắt thì tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân để hỗ trợ có cái xây cho cô chú được căn nhà khang trang. Trước hoàn cảnh của cô Trần Thị Tú ở khu phố Bến Đình, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, khó khăn về nhà ở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Mỹ Xuân vận động công ty Nhật Điện Phú Mỹ ủng hộ 165 triệu đồng. Và thông qua chương trình Kết nối yêu thương do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện, đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ 20 triệu đồng nữa, xây dựng cho gia đình cô Tú một căn nhà mới. Căn nhà có diện tích gần 60 m², một phòng khách, một phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh. Ngày bàn giao căn nhà mới, có chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm đến dự chia vui cùng gia đình cô Tú. Ao ước có một căn nhà, nhưng hôm nay nhờ địa phương, chính quyền địa phương các cấp với nhờ hỗ trợ các nơi nên cô được căn nhà, nên tôi được căn nhà, tôi rất mừng. Giờ tôi mong cuộc sống tôi được bình yên, rồi kinh tế bền vững, rất là mừng rỡ. Thì đối với vai trò là bí thư chi bộ của khu phố thì chúng tôi rất là thành thật cảm ơn, nhất là sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban nhân dân phường, các ban ngành đoàn thể của phường, rồi bên cạnh đó là sự hỗ trợ của coi như công ty nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, rồi sự đồng hành Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng bà con nhân dân ở địa khu phố đã hỗ trợ coi như cho chị Tú, mong coi như cuộc sống của chị Trần Thị Tú coi như là càng ngày càng phát triển hơn thêm. Vừa qua, gia đình cô Tú còn được chính quyền địa phương tặng một con bò giống để chăn nuôi. Với sự chung tay góp sức của mọi người, hy vọng thời gian tới kinh tế của gia đình cô Tú sẽ bớt khó khăn hơn. Mỗi mảnh đời, mỗi số phận khác nhau, nhưng Tết năm nay gia đình cô Tú đã được sum họp đón Tết trong căn nhà mới khang trang, thấm đượm nghĩa tình. Ngôi nhà này và nhiều ngôi nhà đại đoàn kết nữa trên địa bàn phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ không chỉ góp phần hiện thực hóa ước mơ của nhiều hộ nghèo mà còn tiếp thêm sự lạc quan để họ phấn đấu và vững tin vào một tương lai tươi sáng hơn.